Bản tin COVID-19 tối 15 tháng 10 cho biết, tính từ 17 giờ ngày 14 tháng 10 đến 17 giờ ngày 15 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.797 ca nhiễm mới, 918 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày ghi nhận 93 ca tử vong tại 10 tỉnh thành phố, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong lên 21.043 ca. Thông tin về 3.797 ca nhiễm mới được công bố tối 15 tháng 10 như sau. 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 3.789 ca ghi nhận trong nước, tăng 701 ca so với ngày trước đó, tại 47 tỉnh thành phố, có 1.475 ca trong cộng đồng. Gồm thành phố Hồ Chí Minh 1.131 ca, Đồng Nai 586 ca, Bình Dương 533 ca, Sóc Trăng 414 ca, An Giang 170 ca, Cà Mau 168 ca, Kiên Giang 82 ca, Đồng Tháp 78 ca, Tiền Giang 70 ca, Tây Ninh 64 ca, Long An 47 ca, Cần Thơ 43 ca, Bạc Liêu 40 ca, Hậu Giang 34 ca, Gia Lai 30 ca, Khánh Hòa 28 ca, Thanh Hóa 27 ca, Nghệ An 25 ca, Thừa Thiên Huế 22 ca, Trà Vinh 18 ca, Vĩnh Long 15 ca, Hà Nam 15 ca, Quảng Trị 13 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 12 ca, Quảng Bình 12 ca, Bến Tre 12 ca, Quảng Nam 11 ca, Bình Phước 11 ca, Ninh Thuận 9 ca, Sơn La 9 ca, Bình Định 9 ca, Lâm Đồng 8 ca, Đắk Nông 8 ca, Quảng Ngãi 7 ca, Phú Thọ 5 ca, Kon Tum 4 ca, Hà Tĩnh 4 ca, Lai Châu 2 ca, Yên Bái 2 ca, Hưng Yên 2 ca, Thái Bình 2 ca, Phú Yên 2 ca, Hải Dương 1 ca, Bắc Giang 1 ca, Lạng Sơn 1 ca, Lào Cai 1 ca, Hà Nội 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, gồm Tây Ninh giảm 210 ca, Bình Thuận giảm 61 ca, Đồng Nai giảm 61 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, gồm Sóc Trăng tăng 414 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 222 ca, Cà Mau tăng 168 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.559 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 857.639 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.710 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 852.986 ca. Trong đó có 786.106 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên. Có 14 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này gồm Thành phố Hồ Chí Minh 415.875 ca, Bình Dương 224.492 ca, Đồng Nai 57.708 ca, Long An 33.614 ca, Tiền Giang 14.844 ca. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 918 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 788.923 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.847 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.572 ca. Thở oxy dòng cao HFNC là 564 ca. Thở máy không xâm lấn 107 ca. Thở máy xâm lấn 583 ca. ECMO 21 ca. Trong ngày, ghi nhận 93 ca tử vong tại 10 tỉnh thành phố, gồm Thành phố Hồ Chí Minh 61 ca, Bình Dương 18 ca, Tiền Giang 4 ca, Tây Ninh 2 ca, Long An 2 ca, Đồng Nai 2 ca, Đồng Tháp 1 ca, Đắk Lắk 1 ca, Kiên Giang 1 ca, Sóc Trăng 1 ca.
Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 101 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.043 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 120.120 xét nghiệm cho 211.630 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 20.710.521 mẫu cho 57.279.997 lượt người. Trong ngày 14 tháng 10, có 1.311.040 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 59.003.239 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 41.811.429 liều. Tiêm mũi 2 là 17.191.810 liều. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.